Chiều mai ngày 28 tháng 1, linh vật trồng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm, người làm linh vật Hoa hậu mèo nổi tiếng năm ngoái, sẽ được trưng bày tại thị trấn Lao Bảo. Trưa ngày 27 tháng 1, lãnh đạo thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận, chiều mai ngày 28 tháng 1, linh vật trồng do chính quyền thị trấn đặt nghệ nhân Đinh Văn Tâm, huyện Triệu Phong, Quảng Trị làm sẽ được trưng bày tại vị đẹp ở trung tâm thị trấn để phục vụ người dân đón Tết Giáp Thìn 2024. Theo lãnh đạo thị trấn Lao Bảo, chiều mai linh vật trồng nói trên sẽ được vận chuyển và trưng bày, tuy nhiên sẽ mất thêm vài ngày để trang trí. Kinh phí đặt linh vật trồng và trang trí khoảng trên 200 triệu đồng. Toàn bộ từ nguồn xã hội hóa. Riêng chi phí đặt làm linh vật trồng hết hơn 100 triệu đồng. Tượng linh vật trồng được chính quyền thị trấn Lao Bảo đặt hàng từ đầu tháng 10 năm 2023. Linh vật cao khoảng 4,5 mét, thân uốn lượn dài khoảng 7 mét và tổng trọng lượng khoảng 500 kg. Nghệ nhân Đinh Văn Tâm chia sẻ, tượng linh vật trồng được đặt chế tác theo ý tưởng rồng đáp xuống ngọn núi đá. Nhóm thợ sử dụng nhựa làm vảy rồng, thân rồng gồm các thanh sắt được bao quanh bằng lưới, bụng rồng làm bằng các tấm thạch cao. Các tảng đá làm bằng xốp được tạo hình, tạo màu. Hình ảnh linh vật trồng này sau khi được công bố được nhiều người dân Quảng Trị đánh giá là thiết kế khá tỉ mỉ. Màu sắc bắt mắt, đặc biệt nhất là phần đầu của rồng với thần thái, ánh mắt được nhận xét là có dũng khí và sự uy nghi của linh vật đứng đầu tứ linh, long, lân, quy, phượng. Nghệ nhân Đinh Văn Tâm chính là người thực hiện tượng linh vật mèo, con giáp năm âm lịch Quý Mão, khiến cư dân mạng trầm trồ vào năm ngoái. Linh vật mèo này sau đó còn được cư dân mạng gọi là Hoa hậu mèo. Năm 2022, tác phẩm linh vật Hổ Xuân Nhâm Dần tại công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà của nghệ nhân Đinh Văn Tâm cũng được cộng đồng mạng và người dân địa phương đánh giá rất cao vì vẻ uy nghi, hùng dũng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.